Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 7 tháng 11 đến 87 đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt tại các chi đảng bộ trực thuộc quận ủy nhân kỷ niệm 103 năm cách mạng tháng 10 Nga. Đợt này, Ngũ Hành Sơn có 3 đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng và 81 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 và 30 năm tuổi đảng lãnh đạo quận ủy ngũ hành sơn ghi nhận và trân trọng biết ơn những cống hiến của các đồng chí trong công cuộc cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay mong rằng các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này tích cực phát huy thành tích để đóng góp công sức hiến kế góp phần đưa ngũ hành sơn tiếp tục phát triển trong chặng đường mới đồng thời nêu gương sáng tích cực vận động con cháu cùng chấp hành tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tham gia các phong trào thi đua các cuộc vận động ở địa phương góp phần xây dựng quận ngũ hành sơn ngày càng giàu mạnh văn minh